Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách làm cái trò thuật đầu tiên liên quan đến một cái đồng xu và một cái chai nước. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn một cái đồng xu, một cái chai nước. Làm sao chúng ta có thể đưa được một cái đồng xu xuyên qua một cái chai nước hoàn toàn bình thường như này? Thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn. Một cái đồng xu, một cái chai nước, ok. Các bạn sẽ phải cầm cái đồng xu này, đâm vào cái chai nước, đâm vào thân hai cái, đâm vào đít hai cái, ok. Thân hai cái, đít hai cái. Trong khi đâm thì các bạn sẽ phải có một cái suy nghĩ trong não các bạn, trong đầu các bạn, tức là cái đồng xu này sẽ phải chui được qua cái chai nhựa này. Đấy, cứ suy nghĩ thế. Bây giờ đang nghĩ nhá, cái đồng xu sẽ chui qua được cái chai nhựa, cái đồng xu sẽ chui được qua cái chai nhựa, chui qua, chui qua, chui qua. Oh yeah. Đó. Cứ hiểu cảm như tôi lúc đấy là nó sẽ chui qua, ok. Đơn giản chúng ta chỉ cần nghĩ nó chui qua là nó sẽ chui qua đấy. Cho các bạn xem là cái chai hoàn toàn bình thường nhá. Đồng xu đằng bên trong. Bây giờ sẽ làm biến mất đồng xu, ok. Đồng xu đâu? Đồng xu nó đây, ok. Cách làm trò thuật này chúng ta sẽ phải cần chuẩn bị sẵn một cái nâm châm và một cái đồng xu. À không, hai cái đồng xu. Hai cái đồng xu nhá. Một đồng xu cho sẵn bên trong và một cái nâm châm bên ngoài để giữ cái đồng xu này lơ lửng ở giữa không trung. Và một cái đồng xu bên cạnh. Chúng ta sẽ cầm cái đồng xu này, đặt vào đây. Lấy nâm châm dính vào, ok. Sau đó dùng bàn tay che đi. Sau khi che đi thì chúng ta sẽ có một cái đồng xu lơ lửng như này. Đó, đồng xu đang lơ lửng ở trong tay tôi này. Ok. Và một đồng xu bên cạnh. Bây giờ sẽ cầm kỳ kỳ chà chà, đâm 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 đâm. Khi chúng ta cầm cái đồng xu này đập mạnh cái thì đồng xu trên này sẽ rơi xuống, các bạn nhìn nhé. Đó, nó sẽ rơi xuống. Trên tay vẫn cầm sát đồng xu này. Khi các bạn biểu diễn đấy, đập một cái nó rơi xuống là nắm tay này vào luôn này, đó. Khán giả sẽ không bao giờ để ý cái tay này mà sẽ để ý cái tay cầm cái chai như này. Lắc mạnh vào, ok. Trong khi lắc thì khán giả sẽ để ý vào đây. Chúng ta sẽ cầm cái đồng xu này giấu vào trong túi, ok. Bây giờ thì tiếp tục đến cái màn mà giấu cái nâm châm. Tay vẫn đang cầm nâm châm nhé. Lắc lắc xong rồi cầm nâm châm đây. Đó, lại lắc tiếp. Lắc chán thì đưa cho khán giả cầm. Khi khán giả cầm xem cái đồng xu và xem cái chai, tức là xem cái chai này nó có vấn đề gì bất thường không, hoặc là cái đồng xu có vấn đề gì bất thường không, thì chúng ta sẽ lợi dụng đó giấu cái nam châm này đi, ok. Xong trò thuật đầu tiên, các bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn hai cái đồng xu, một cái nam châm cầm dính vào đây, đập một phát rơi xuống và làm như tôi vừa bảo, là các bạn đã được một cái trò thuật rất là thành công, đi biểu diễn cho mọi người đấy, biểu diễn cho tất cả người. Thật ra trò này tôi nghĩ là ít bạn biết. Mà các bạn biết thì ok, ok. À thôi vui thôi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái trò thuật thứ hai. Ok. Trò thuật tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm sao chúng ta có thể xuyên được một cái cục gạch, một cái iPhone qua được một cái chai Coca nhựa như này, ok. Một chai Coca hoàn toàn bình thường. Thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm sao chúng ta có thể xuyên qua được. Rất là dễ đúng không? Rất là dễ luôn, ok. Chúng ta chỉ cần đục một cái lỗ ở đây này đấy, đục một cái lỗ ở đây. Đục đơn giản như này, vừa con iPhone. Sau đấy chỉ cần nhét qua và nó sẽ rơi xuống. Nhưng mà chú ý là khi chúng ta quay như này thì đừng quay cái này ra cho khán giả người ta nhìn, không là lộ đây, ok. Quay từ từ thôi, đấy. Quay từ từ nhẹ nhàng, cái tay này che đi được, ok. Quay từ từ nhẹ nhàng, ok. Đó, rất là bình thường. Rất là bình thường. Chúng ta chỉ cần đục một cái lỗ ở đây và nhét con iPhone vào, thế là xong đấy. Rất là đơn giản, đan rổ luôn. Đút vào thì rễ nhưng mà lấy ra rất là khó. Bây giờ không biết là lấy làm sao được. Điện thoại này tôi mượn thằng cô thượng. Điện thoại của thượng, ok. Đã rạc rồi đấy. Ôi rất là đau đấy nha. Các bạn chỉ cần cầm cái chai như này này, cầm như này, cầm thẳng lên, đừng bao giờ cầm như này, người ta sẽ nhìn thấy. Đó, người ta đã nhìn thấy. Cầm như này thì người ta cũng nhìn thấy. Tốt nhất là cầm thẳng. Cầm thẳng, đừng cầm chéo và đừng cầm chéo như này. Cứ cầm thẳng như này. Xoay nhẹ nhẹ ra, ok. Đút từ từ, đâm. Đút từ từ, nó sẽ vào. Đấy. Rất là đơn giản, ok. Chỉ cần khoét cái lỗ là xong.
trò thuật rất là dễ dàng. Và cần phải có một cái iPhone. Các bạn nào không có iPhone, các bạn có thể nhét củ gạch. Kiếm củ gạch nó to, một cái lỗ to tướng nó nhét vào thế là xong. Nhưng mà cái củ gạch nó hơi to, này, che nó hơi bị khó. Tốt nhất là nhét lá bài hoặc là nhét cái iPhone. Lá bài khoét một lỗ nhét vào là được. Ok. Rồi, xong trò thuật tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái trò thuật liên quan đến bàn tay và chai nước. Đây là bàn tay ma thuật. Làm sao chúng ta có thể đổ nước vào trong bàn tay mà lại biến mất được? Thế nó mới giỏi. Và làm sao có thể làm được như thế thì tôi hy vọng tất cả các bạn hãy ấn đăng ký kênh của tôi thì tôi mới dạy. Còn không đăng ký không dạy đâu. Ok, ấn đăng ký đấy. Bây giờ là tôi cho 30 giây các bạn mà ấn đăng ký nhiều tôi sẽ dạy các bạn cái trò này. Rồi, hai bạn đăng ký rồi. Tôi đang đếm đấy, các bạn đăng ký đấy. 4 bạn rồi, 5 bạn, 6 bạn, 7 bạn rồi. Ok, đủ 100 bạn thì tôi mới dạy. 10 bạn rồi, tôi nhìn thấy đấy, các bạn ấn đăng ký đấy. 20 bạn rồi, ok. 25, 26, ok. 27, 28 rồi. Anh em tôi sẽ dạy, tôi cứ mở nắp trước đã. 29, ok. 30. What the fuck? What the fuck? Thế méo nào vừa mở cái nắp chai mà nước nó lại tụt mất. Thế nó bị giỏi đâu. What the fuck? What the fuck? Làm sao để nước lên bây giờ? Đấy các bạn đừng đăng ký đây để cho nước nó lên. Đăng ký đây, ok các bạn đăng ký đây, nước lên đi. Nước lên đi. Nước lên lại xuống. Đấy các bạn không đăng ký là nó lại xuống. Đăng ký đi. Ok thôi đùa thôi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tất cả bạn. Các bạn chỉ cần cho mồm đây nhá. Hôn một cái kiểu hôn môi xa ấy. Nhưng bạn nào yêu nhau hôn nhau ấy, cứ cho mồm và hôn như điên như dại là nước nó sẽ ra, nước nó sẽ lên. Ok này, nhìn nhìn tôi hôn nước nó lên này. Đấy, cứ hôn như điên là nước nó lại lên, nước nó lại ào ào ra ngay, hiểu không? Ok, rồi. Rồi, đăng ký nhiều đấy. Thôi đùa thôi chứ tôi không nhìn thấy đăng ký đâu. Nhưng mà tôi hy vọng tất cả bạn hãy ủng hộ tôi nhiều hơn bằng cách ấn đăng ký. Và tôi sẽ dạy cho này. Làm sao chúng ta có thể cho nước tăng lên, thọt xuống. Thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn không linh tinh nữa. Bóc luôn cái này ra đây. Ok, dao đâu? Để tôi đi tìm dao. Ok, bóc luôn cái này ra cho các bạn nhìn bên trong thì các bạn biết được làm sao chúng ta có thể làm được trò này. Bây giờ tôi đang lột quần của cái em chai nước này ra. Ui dồi ôi, lột cả bóng bay ra rồi. Đây, chúng ta sẽ phải đục sẵn một cái lỗ ở đây. Các bạn có thể để ý kỹ là ở trong cái chai nước này đang có sẵn một quả bóng bay. Tôi đã nhét vào bên trong đấy, bóng bay hồng. Và đục một cái lỗ. Mục đích của cái lỗ này để làm gì? Để thổi quả bóng bay lên và cũng để xì hơi quả bóng bay này ra. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết cái nguyên lý hoạt động của cái chai nước này. Và tôi lưu ý là các bạn lên đục một cái lỗ nhỏ nhỏ, nhét vừa quả bóng bay, sau đó dùng một cái loại keo gì đấy để dính nó vào cho nó chắc, chứ đừng để nước nó rò ra. Nước rò ra các bạn sẽ bị lộ. Ok, bây giờ tôi sẽ đổ nước vào bên trong cho các bạn xem. Đổ nước vào bên trong, đổ một ít thôi, đừng đổ nhiều. Đó, khi mà đổ nước một ít như này tôi sẽ thổi quả bóng bay lên. Và tôi dùng tay giữ chặt để cho bóng bay không bị xì. Sau đó tôi sẽ đổ đầy nước vào đây. Khi mà đổ đầy nước vào đây rồi tôi sẽ làm một trò thuật cho bạn xem như cũ. Ok. Đấy, cứ múa may quay cuồng như đúng rồi. Đúng rồi á, múa như thật đúng không? Ê, cứ múa như này. Thôi đùa đấy, cứ múa giả vờ như này thôi để cho khán giả người ta phân tâm. Sau đó các bạn sẽ nắm tay vào cho nước vào đây nhưng mà giảm vừa đổ nhé, đừng đổ thật. Khi mà các bạn đổ các bạn sẽ nhả ấy, ngón tay ở cái lỗ này ra thì bóng bay sẽ bị xẹp. Nó xẹp thì nước sẽ hạ, các bạn nhìn nhá, tôi sẽ thả này, nhả bóng bay này. Đó, bóng bay xẹp thì nước sẽ hạ. Kiểu là như thế, đây nguyên lý hoạt động của cái chai nước này. Đây tôi đã lột cái ly lon ra rồi. Khi mà dán ly lon lại các bạn sẽ không nhìn thấy cái gì trong đây, bóng bay không nhìn thấy được. Để hở chỗ này thôi,
thì đây là tất cả nguyên lý hoạt động với trò thuật này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye. Nhớ đăng ký subscribe nhé. Ok, bye bye.